Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày mậu ngọ tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày mậu ngọ, tức chi sinh can, nghĩa là họ sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, nhâm tí, giáp tí, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình giàu hại xỉu phá mão và tuyệt hời về tuổi xung khác trong ngày tuổi bính tý giáp tý tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao đại hồng sa tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao cô thần sáu đối với cưới hỏi sao sát chủ sáu mọi việc sao lọ ban sát kỵ khởi công động thổ sao không phòng kỵ cưới hỏi và đặc biệt Ngày 26 tháng 9 năm canh tí, ngày này là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỳ, trăm sự đều kỳ. Và các bạn không nên làm việc trọng đại trong ngày hôm nay, dù bất kể là tuổi nào nhé về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đốn xiêm tử vi tuổi tí thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dầu cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay không được xun xỉa với bạn. Và bạn tuổi Tý, bạn dễ trở nên nóng nảy, sự sự cực đoan khi vấp phải ý kiến bất đồng từ người khác nữa nhé. Chính cái điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới các mối quan hệ xã giao mà bạn tuổi Tý đã xây dựng từ trước tới nay. Những cảm xúc ức chế cũng gây ra những cái vấn đề về sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tý như là cơn đau nửa đầu và cảm giác chán trường khi ăn uống nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý cần dành nhiều thời gian quan tâm và kiên nhận để lắng nghe nửa kia của mình. Đừng có bao giờ trút những sự bực dọc vào người ấy. Nếu không, bạn sẽ tự tay đẩy mối quan hệ của cả hai vào ngọa cụt đối với bạn tuổi Tý nhé và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có chính Ấn đỏ mệnh, cái điều này mang về những cơ hội mới để cho bạn mệnh tuổi Tý có thể tăng tín trên cái côn đường công danh sự nghiệp của mình và bạn hãy nắm bắt cơ hội đúng lúc, đừng có ngần ngại thử sức ở những cái mới mẻ, cho dù có vấp ngã thì bạn vẫn giành được những kinh nghiệm quý báu nữa bạn tuổi Tý nhé và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tài lộc khả quan tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm trục trặc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa có cơ hội tăng tín tử vi tuổi canh tý thuộc thổ quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hòa đồng với mọi người và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang có điểm báo có thể sẽ gặp không ít chuyện rắc rối phức tạp trong ngày hôm nay và ngày này đối với bạn tuổi sửu bạn đang gặp ngày sửu ngọ tương hại cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi sửu dễ gặp phải thị phi do những kẻ tiểu nhân ganh ghét gây ra cho bạn. Bạn tự xỉu, bạn cảm thấy bất bình khi rõ ràng bạn đã cố gắng rất chi là nhiều, nhưng thành quả cuối cùng mà bạn giành được lại là quá ít, còn những kẻ chẳng cần chẳng bộ tâm sức thì lại an nhàn mà hưởng thụ nữa. Thật ra, cuộc sống vốn không công bằng, ta chỉ cần làm hết để không thẹn với lòng mình là được bạn tự xỉu nhé. Và với bạn tự xỉu, dù gặp không ít việc bực mình, Thế nhưng, có chính tài phù trợ, bạn có được tinh thần trách nhiệm cao và những nỗ lực của bạn đều được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Cái điều này rất tốt cho sự nghiệp tương lai của bạn về sau này nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt, tình cảm giữa bạn mệnh với nửa kia đang tiến triển rất thuận lợi. Sự chăm sóc và thấu hiểu của người ấy là niềm an ủi không nhỏ để cho bạn tự xỉu cảm thấy mỗi khi mệt mỏi vì phải buôn chiên với cuộc đời này, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình nữa rồi nhé. Về tử vi tuổi ất Sửu thuộc kim gặp họa thị phi, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy gặp mâu thuận khó giải quyết, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa được đánh giá cao về năng lực, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ công danh thang tín, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc có tinh thần trách nhiệm cao. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 0, số 5, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu. Từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần, bạn vốn là tuyết người, nhiệt tình và hòa đồng nên trong ngày hôm nay nhận được rất nhiều sự quý mến của mọi người dù là ở bất kỳ nơi đâu nhé. Vì thế, với bà tuổi dần, khi gặp khó khăn, bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ nhờ vậy mà công việc với bà tuổi dần diễn ra rất chi là suôn sẻ nhị hợp còn mang đến cho bạn tuổi dần có được cơ hội thể hiện bản lĩnh và năng lực cá nhân của mình nữa. Cái điều duy nhất mà bạn tử dần cần phải chú ý là rèn luyện cho bản thân mình tính nhận nại để tránh việc nhiệt tình lúc đầu rồi sau đó lại bộ dợ dựa chừng khi hết hứng thú. Làm việc đến nơi đến chốn cũng là tố chất cần thiết của người thành công đó bạn tử dần nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kin chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi dần cần qua cách xử lý khéo léo với những vấn đề chia bè chia phái ở trong công ty, nơi công sở. Cái quan trọng là bạn nên nghĩ cho lợi ích chung của công ty và hãy thể hiện rõ lập trường của mình cũng như là có một tầm nhìn xa. Khi đó bạn có thể tồn tại dù có hay là không thuộc về phía nào bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nên tránh các xung đột về lợi ích. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc thuận lợi. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc hòa đồng với tập thể. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim rèn luyện thêm sự nhẫn nại. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu tác động lên bạn trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi Mão trải qua một ngày làm việc rất chi là vất vả nhưng gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai trong ngày nhé hơn nữa cái chuyện tình cảm với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng không được như ý khiến cho tinh thần của bạn vô cùng chán trường và uể oải người ấy lên án bạn thiếu đi cái sự tinh tế và không quan tâm tới cảm xúc của người ta, trong khi bạn thấy đối phương chỉ đang chuyện bé xé ra to, xín cho cái mối quan hệ của cả hai càng lâm vào thế bí nữa. Ngày này đối với bạn tuổi mão liên tục ảnh hưởng bởi cảm xúc khiến cho đầu óc của bạn thiếu đi cái sự tập trung. Điều này làm giảm hiệu quả trong công việc của bạn một cách rõ ràng nếu như bạn tuổi mão không tự cân bằng lại vấn đề này sớm thì rất có thể mọi chuyện sẽ còn cam go hơn với bạn nữa nhé. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh. Cái điều này đem lại cho bạn tuổi mão đầy ắp những ý tưởng mới mẻ, chỉ cần bạn biết cách vận dụng chúng thì chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá vô cùng là tích cực từ cấp trên ở nơi bạn đó nhé. Và tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tinh thần uể oải, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tràn ngập ý tưởng mới, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ nên điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến công việc, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc có cơ hội để thể hiện được năng lực của mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi thìn có được tài lộc vô cùng là tốt trong ngày hôm nay và với bạn tử thìn chẳng cần phải cố gắng quá nhiều nhưng tiền bạc cứ tự động Chạy vào túi của bạn nữa nhá với bạn tử thìn trong cái thời điểm này may mắn hiếm hôi này nếu như bạn làm trong những cái lĩnh vực về đầu tư thì đừng nên bỏ qua những cái cơ hội hợp tác quý báu Lo lắng là điều cần thiết Xong đôi khi bạn cần thêm một chút máu liều sẽ giúp cho bạn nhận được những khoản lợi nhuận khả quan hơn với mình nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, bạn đang gặp được ngày thổ hỏa thuộc quan hệ ngũ hành tương sinh, báo hiệu cho bạn tuổi thìn có được vận đào hoa khá chi là vượng, sẽ giúp cho bạn tuổi rồng vẫn đang còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa thích hợp với mình và bạn hãy cứ tự tin và hưởng thụ cuộc sống bởi tình yêu có thể đến vào lúc bạn không thể ngờ tới nhất bạn tử thìn nhé. Quan về phương diện sức khỏe của bạn tử thìn trong ngày thứ tư này vấn đề sức khỏe của bạn cũng không có vấn đề gì đáng phải lo ngại trong ngày nhưng bạn cũng không nên vì thế mà bạn mệnh chủ quan bạn vẫn nên rèn luyện cơ thể nhiều hơn thay vì cứ luôn ngồi một chỗ bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏ có nhiều cơ hội hợp tác tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tiền tài dư dả tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vận đào hoa khá vượng từ vi tuổi canh thìn thuộc kim nên rèn điện sức khỏe thường xuyên tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chuyện làm ăn có nhiều thứ phải lo trái lo phải và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi than. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này nhờ có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tam hội cho nên với bạn tuổi tỵ sẽ có được cơ hội được quý nhân giúp đỡ để giải quyết những vấn đề đang làm khó bạn trong những ngày này nhé và với bạn tuổi tỵ nhân cơ hội này bạn cũng nên đối mặt với những vấn đề đang còn tồn động bấy lâu và xử lý gọn gàng luôn để không quản cảm giác mắc nợ ở trong lòng. Không dọn những cái cũ đi thì làm sao có thể đón nhận những cái mới được phải không bạn tuổi tỷ nhá. Ngày này đối với bạn tuổi tỷ, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho rằng với bạn tuổi tỷ sẽ trở nên khá chi là bận rộn với công việc thực hiện những cái kế hoạch vươn tới những gì bạn đang hằng mong ước nữa những tín hiệu khả quan cho thấy với bà tuổi tỵ đang đi đúng hướng, đúng đường và nếu như bạn giữ nguyên được phong độ này thì chẳng còn lâu nữa bạn sẽ nắm được những thứ mình muốn ở trong tay nữa rồi nhé. Và trong ngày này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày của hòa khí vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ chỉ cần rủ bùa được những sự nhút nhát của mình, bạn mạnh dạn hơn và dứt khoát hơn, đừng để cho những sự do dự kéo chân bạn lại trên cái con đường đi tới thành công đã định sẵn từ trước đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình cảm ổn định, khang khít, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, đích đến thành công không quản xa nữa, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, có quý nhân giúp đỡ, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim cần rụ bụa sự nhút nhát, rụt rè, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy nên quyết đoán hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngộ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này khiến cho bạn tuổi ngọ đang bị đè nén rất nhiều tâm sự ở trong lòng nhá Và với bạn tuổi ngọ, bạn rất muốn chia sẻ với người khác, nhưng lại chẳng biết nói với ai, nói ra làm sao, dự ở trong lòng thì cứ rối rắm, Nghị mãi không thông nữa đó. Hàng loạt những cảm xúc yêu phiền này khiến cho bạn tuổi ngọ cảm thấy uể oải, và cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Bạn như một ngọn núi lửa chỉ trực chờ phun trào, bất cứ một sự khiêu khích nào dù chỉ là rất nhỏ cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ nữa rồi. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi ngọ dù bạn là người thông minh, nhanh nhạy, xong nhược điểm là khá chi là hiếu thắng. Chính cái tính cách này sẽ khiến cho bạn tuổi ngọ thường xuyên vội vàng và đưa ra những quyết định dễ gây ra sai lầm, sai suốt, vốn có thể hoàn toàn có thể tránh được nếu như bạn cân nhắc một cách kỹ càng hơn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày họa họa tương hợp. Cái điều này cho thấy bạn đang có được cái vượng vận về đào hoa cho nên, với bà tuổi ngọ, những bạn đang còn độc thân thì hãy mở lòng mình, cho đối phương cũng như là cho chính mình thêm cơ hội. Bạn cần phải mạnh mẽ để bước qua quá khứ, đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai của mình nữa bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tâm trạng thất thường, dễ nội nóng, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, sức khỏe không ổn, tinh thần nhạy cảm, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa đào hoa nở rộ nên dụng cả bước qua quá khứ tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên cân nhắc kỹ càng mọi vấn đề tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần kiểm soát sự hiếu thắng vội vàng về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cao tường màu cam màu tím quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mùi tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay bạn đang gặp được ngày mùi ngọ nhị hợp sẽ rất tốt cho cái mối quan hệ hợp tác trong công việc làm ăn của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay. Đôi bên có sự tôn trọng, nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau, tất nhiên vẫn không thể tránh được những thời điểm bất hòa. Nhưng sau khi mọi chuyện rõ ràng thì hai người càng thêm tin tưởng nhau hơn nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mùi đang có được chính tài chiếu mệnh, cái điều này còn mang đến những tin mừng cho cái nguồn thu nhập của bạn mệnh tuổi mùi ngày hôm nay. Hiện tại bạn có thể yên tâm thực hiện những cái kế hoạch mà bản thân mình đang theo đuổi nên tránh những hành động thiêu cảm tính để không vấp phải những rủi ro dẫn đến phá tài với mình bạn tuổi mùi nhé. Ngoài ra trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng nên đặt ra cho mình những mục tiêu cũng như là tham vọng cụ thể trong tương lai chứ không nên bằng lòng với hiện tại. Bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa và tạo dựng được sự nghiệp đáng nể nữa đó nhá. Với bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi và gặp nhiều may mắn hướng tốt trong ngày này bao gồm hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc và hai cái hướng này sẽ giúp cho bạn có được nhiều cái sự may mắn trong công việc và tài lộc nữa nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tránh hành động thiêu cảm tính tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên tham vọng hơn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có tin mừng về tài chính, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, yên tâm theo đuổi mục tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân đang có điểm báo có những mối gây họa xảy ra không ít rắc rối khó lường với bạn tuổi thân trong ngày hôm nay nhé. Điều nhắc nhở bạn mệnh tuổi thân cần có những tính toán cẩn trọng và chín chu hơn trong công việc để không tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân phá hoại công sức mà mình đã gây dựng bấy lâu nay. Hôm nay cũng là ngày mà với bạn tuổi thân rất dễ bị kích động thậm chí là trở thành người ngang ngược khi vấp phải những ý kiến trái chiều của người khác. Mọi người có một quan điểm riêng, bạn có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau, nhưng cần phải hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc trại vã gay gắt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí chung bạn tuổi thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có họa kim tương khắc. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt và với bạn tuổi thân đừng có cố gượng ép bản thân mình nhất là trong chuyện tình cảm tình yêu phải đến từ cả hai phía có sự đồng điệu cả về cảm xúc cũng như là tâm hồn nếu như bạn cảm thấy đối phương không thuộc về mình thì hãy dũng cảm buông tay để tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình nữa bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không nên nóng nảy kích động tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tránh xa các cuộc tranh luận gay gắt tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên học cách lắng nghe nhiều hơn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tình cảm không thể gượng ép tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim làm việc cẩn trọng để không tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang có cái điểm báo về phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm cái mối quan hệ giữa bạn tuổi dậu và người ấy đang đứng trên bờ vực rạn nứt liên tiếp những hiểu lầm không được tháo gỡ kịp thời khiến cho cả hai dần đánh mất đi niềm tin với nhau ngọn lửa ghen tuông vốn đã cháy âm ỉ ở trong lòng bạn tuổi dậu và chờ tới cơ hội này để chia mở lý trí của bạn. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu là bạn hãy bình tâm lắng nghe lời giải thích của người ấy cho đối phương một cơ hội để hòa giải mâu thuẫn cũng như là cho cả hai cơ hội để hàn gắn tình cảm của cả hai người lại với nhau nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Lời khiên ngợi của cấp trên chính là động lực để cho bạn tuổi Dậu làm việc hết mình. Nhân đà này, bạn mệnh tuổi Dậu cần phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân mình cũng như là con đường thăng tín của bạn mới thêm phần bằng phẳng và rộng mở hơn nhé. Và với bạn tuổi Dậu, Việc của đối thủ cạnh tranh nhìn theo hướng tích cực thật ra lại là việc tốt với bạn bởi nó sẽ thúc đẩy bạn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Tuy nhiên bạn hãy thể hiện sức mạnh, sự tự tin riêng của mình chứ đừng có mại mê chạy theo người khác chỉ vì tâm lý hơn thua bạn tự dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nọ lực không ngừng để tiến xa hơn tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa kiểm soát ngoạn lửa ghen tung tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ được cấp trên khiên ngòi tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân tử vi tuổi quý dậu thuộc kim lắng nghe nửa kia nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Cái điều này càng làm nổi bật những thế mạnh của bạn tuổi Tuất trong công việc kiếm tiền ngày hôm nay với sự nhạy biến và thông minh sẵn có tài lộc của bạn chủ yếu đến từ nghề tay trái chứ không phải là công việc chính của mình trong ngày nhé. Và nhân cơ hội này với bạn tuổi Tuất, nếu có vấn đề gì liên quan tới tiền bạc, quản khúc mắc, bạn mệnh nên xử lý sớm ngay trong ngày bởi có thể sẽ có người hỗ trợ về tài chính mang lại cho bạn sự may mắn bất ngờ để cải thiện nguồn thu nhập với mình nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, theo thuyết âm dương ngũ hành họa sinh cho thổ với bạn tuổi tuất có phần bận rộn với công việc để lo cơm áo gạo tiền là cái điều cần thiết nhưng cũng cần phải dành sự quan tâm tới gia đình của mình nếu bạn không biết cách hâm nóng tình cảm vợ chồng đúng lúc rất có thể những cố gắng hay là hy sinh của bạn bấy lâu sẽ trở thành vô ích đối với bạn tuổi tuất nhé Nhân những ngày thời tiết mùa thu tuyệt đẹp như thế này, bạn hãy dành thời gian cho một buổi hẹn hòa bất ngờ với người bạn đời của mình. Đã bấy lâu kể từ lần cuối hai bạn có thời gian riêng dành cho nhau. Và đây là cách để hâm nóng lại tình cảm rất hiểu hiệu với bạn trong ngày này đấy nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có người giúp đỡ để cải thiện nguồn thu nhập từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kiếm tiền từ nguồn thu tay trái từ vi tuổi canh tuất thuộc kim cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên hâm nóng tình cảm vợ chồng về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn. Số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Riêng tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi nhờ có sự giúp đỡ của thiên ấn chiếu mệnh cho nên bà tuổi hợi sẽ đón nhận một ngày chẳng những công việc với bạn được thuận lợi mà vận đào hoa cũng rất chi là vượng luôn nhé bạn tuổi hợi bạn vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng đây có thể coi là thời điểm vàng để cho bạn tuổi hợi nỗ lực giành lấy thứ mình muốn tăng thêm tài lộc về cho mình và với bạn tuổi hợi, thời điểm bạn tập trung cho công việc cũng chính là bạn tỏa sáng sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là đối với những người khác phái. Cứ thế, bạn khiến cho không ít trái tim rung rinh mà không hề hay biết nữa bạn tuổi hợi nhé. Điều đó sẽ rất có lợi với những bạn tuổi hợi vẫn đang quản độc thân, tăng khả năng tìm thấy một nửa thích hợp với mình xong nó cũng sẽ gây ra không ít rắc rối đối với những bạn đã có gia đình. Đây chính là họa đào hoa mà bạn tuổi Hợi cần phải khiếu liếu để tránh thoát, để không tự khiến bản thân mình lâm vào tình huống khó xử nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này sẽ ảnh hưởng một phần tới các vấn đề sức khỏe của bạn mệnh tuổi hợi trong ngày hôm nay. Thời tiết thay đổi thất thường và không khí khô hanh sẽ khiến cho bạn mệnh tuổi hợi cảm thấy không được thoải mái, uống nhiều nước, rèn luyện thân thể nhiều hơn để tăng sức đề kháng cho cơ thể là cái điều rất cần thiết bạn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đào hoa rực rỡ, tử vi tuổi đinh hợi Thuộc thổ nỗ lực giành lấy thứ mình muốn tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc cần tránh đào hoa xấu. tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim sức khỏe suy giảm tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy thời điểm vàng để kiếm tiền Vậy đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thấy hay, hãy like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.